Video truyện kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 61 Sa mạc nhất hùng, tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn giả đọc Dương Vũ. Quan Sơn Nguyệt lúc này nhíu mày nói: "Hiện tại huynh sao rồi?" Thương nhân cười khổ: "Còn may, nếu không có cây cột cầu này, tại hạ nhất định đã chết đuối rồi. Tại hạ cả đời sinh nhai trên sông nước, đây là lần thứ nhất gặp chuyện như vậy." Ngọc Phương lúc này xen vào nói: "Bọn ta làm sao qua được đấy?" Quan Sơn Nguyệt nghĩ không ra cách, cứ thừa người nhìn mặt nước. Ngọc Phương chỉ mấy cây cột cầu. "Mấy cái trụ chỉ cách nhau khoảng 10 trượng, vận lực chắc có thể nhảy qua được mà." Quan Sơn Nguyệt lắc đầu: "Không được đâu. Theo ta biết, ở đây bố trí một thứ trận pháp kỳ bí, xa gần khó đoán. Nhìn thấy thì dễ nhưng không nhất định là gần như vậy." Ngọc Phương lên tiếng nói: "Bọn ta cũng không thể đứng đây hoài." Thường Nhân bỗng chỉ xuống mặt nước nói: "Có cái gì trôi qua kìa." Quan Sơn Nguyệt nhìn sang, thấy một cái hồ lô dài khoảng một thước đang bập bềnh từ từ trôi sang, trôi đến gần bên Thương Nhân. Thương Nhân thò tay bắt lấy, không ngờ cái hồ lô đó như một vật sống, lập tức trôi sang bờ đối diện. Thương Nhân không kịp buông tay, cứ theo nó mà đi. Lực kéo của hồ lô không nhỏ, mang theo Thương Nhân một mạch chạy thẳng tới bờ bên kia. Thương Nhân buông tay trèo lên bờ kêu lên: "Chuyện lạ, chuyện lạ, hồ lô tự di động được." Hồ lô lại hướng về phía Quan Sơn Nguyệt giọt tới, còn cách chừng hơn một trượng mới dừng lại, dường như sẵn sàng giúp họ vượt suối. Ngọc Phương lập tức nhảy lên hồ lô. Nàng dùng công phu khinh thân, hai mũi chân nhấn trên hồ lô thập phần bình ổn. Hồ lô lại trôi về phía bờ bên kia, đợi nàng lên bờ rồi quay trở lại. Quan Sơn Nguyệt thấy Ngọc Phương đã qua được, không do dự gì nữa, liền phi thân nhảy lên. Lúc chàng hạ chân, cố ý không đề khí, thân người đè nặng xuống, nhưng hồ lô vẫn không dao động, cứ phóng như bay sang hướng đối diện. Đi được nửa đường, Quan Sơn Nguyệt chợt giật mình, cảm thấy có gì đó không hợp lý. Phản ứng của chàng cực nhanh, tức tốc rút hoàng điệp kiếm, quét một đường, cắt hồ lô thành hai nửa, sau đó gập người xuống, nắm lấy một nửa bốn người bay lên. Động tác cực nhanh, người của chàng còn uốn lượn giữa không trung thì một nửa hồ lô bên dưới đã chìm xuống nước. May mà trong tay của chàng còn nắm được một nửa. Khi rơi xuống, chàng ấn nửa cái hồ lô xuống mặt nước, mượn sức phóng lên. Rồi trên không tà tà lướt đi, rồi lại dùng tay ném hồ lô ra. Đến lúc chàng rớt xuống mặt nước, hồ lô đã nổi trên mặt nước. Nhờ sẵn cho chàng đặt chân, chàng điểm chân nhẹ trên hồ lô, dùng toàn lực tung mình qua phía bờ bên kia. Khi chàng hạ mình xuống, Ngọc Phương và Thương Nhân đều chạy đến đầy vẻ ngạc nhiên. Quan Sơn Nguyệt quay đầu nhìn mặt nước, nửa cái hồ lô kia đã biến mất rồi. Thương Nhân hoang mang nói: "Quan đại hiệp, chuyện gì vậy?" Quan Sơn Nguyệt mỉm cười: "Không có gì, dưới nước có người muốn đùa với bọn ta đó mà." Thương Nhân thất sắc nói: "Dưới nước có người sao?" Ngọc Phương bỗng hiểu ra, dĩ nhiên là có người, nếu không sao hồ lô lại chảy được. Thương Nhân lè lưỡi: "Quái sự, quái sự. Tại hạ cả đời sinh nhai trên sông nước, lấy công phu dưới nước mà nói thì tuyệt không thua kém bất cứ ai. Nhưng gặp phải cái thứ nhược thủy này, cứ như tài bị trói. Người đó có thể ở dưới vận động như vậy, công phu dưới nước quả thật phải nói là..." Ngọc Phương cười nhẹ: "Công phu dưới nước của người chưa chắc đã cao hơn huynh. Chỉ có là thiết bị hộ thân xảo diệu, huynh bất tất phải tự hạ mình như vậy." Thương Nhân không tin: "Nhược thủy đỡ lông ngỗng còn không nổi, thiết bị hộ thân gì chứ?" Ngọc Phương cười lạnh: "Thiên hạ không có gì là tuyệt đối đâu. Vật này khắc chế vật kia. Cái hồ lô đó không chìm trong nhược thủy, rõ ràng nhược thủy cũng có vật khắc chế vậy." Thương Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Không sai. Quan đại hiệp lúc nãy ném đứt cái hồ lô, mượn sức mà phóng tới bờ bên này, xảo diệu cực kỳ.
Sao Hoàng Đại Hiệp lại nghĩ ra hồ lô không bị chìm dưới nhược thủy vậy? Hoàng Sơn Nghĩa cười nhẹ. Nhâm bằng nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm. Dù cho nước nhược 3000, ta chỉ lấy một bầu uống. Ta nhớ tới hai cái câu đó mà linh cảm, nên mới mượn cái bầu đó vượt qua nhược thủy. Thường Nhân động dung nói. Đại Hiệp không hổ là kiến thức hơn người. Hoàng Sơn Nguyệt khoát tay, mặt lộ vẻ u sầu. Thường Nhân nói mấy câu vô vị đó, ta cảm thấy thực tình có chỗ không hay. Thường Nhân giật mình, có gì là không hay? Quan Sơn Nguyệt đáp, đây là chỗ ẩn thân của sư phụ ta, hiện tại lại xảy ra chuyện này, rõ ràng là có chỗ kỳ quái. Người ở dưới nước lúc nãy võ công xem ra rất là cao thâm, xem chừng y chuyên tâm đối phó với ta, từ đó có thể suy ra rằng. Thường Nhân nghĩ ngợi, sao Đại Hiệp biết người dưới nước chỉ muốn đối phó với Đại Hiệp? Quan Sơn Nguyệt nhíu mày, lúc Ngọc Phương nhảy lên hồ lô qua suối, nàng khinh thân rất nhẹ, hồ lô vẫn chìm đi một chút. Lúc ta nhảy lên đã cố ý dùng thân pháp nặng, hồ lô lại không động đậy. Khi đó trong lòng ta đã có điểm hoài nghi. Thương Nhân lắc đầu nói, tại hạ thật không hiểu ý của Đại Hiệp rồi. Hoàng Sơn Nguyệt thở dài, chuyện rất rõ ràng thôi. Kình đạo của ta đủ để làm nát bét cái hồ lô, nhưng người đó đã dùng ám lực quá giải kình đạo của ta. Ngọc Phương lại hỏi, nếu là ý tốt của người ta giúp mình qua suối thì sao? Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu. Nếu y có hảo ý đã không dùng ám kình bảo toàn hồ lô, càng không cần núp ở dưới nước giúp ta qua suối. Công lực của ta đủ để nhờ vào cái bầu đó mượn lực qua suối, hà tất cần y giúp đỡ? Thương Nhân gật đầu, có lý. Vậy Đại Hiệp nghĩ dụng ý của người đó là làm gì vậy hả? Hoàng Sơn Nguyệt đáp. Y muốn lợi dụng sự nguy hiểm của nhược thủy, đi tới nửa chừng sẽ hạ thủ làm hại ta, vì vậy ta phải hành động trước. Thường Nhân nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi, Đại Hiệp nói tới chuyện đó thật sự là muốn bọn tại hạ làm gì? Quan Sơn Nguyệt trầm tư rồi nói, ta nghĩ người đó cố ý hại ta, tuyệt không thể chỉ một lần sắp xếp trước mặt, nhất định còn rất nhiều cạm bẫy. Các vị bất tất phải theo ta mạo hiểm để một mình ta dò thử là biết. Ngọc Phương lắc đầu, không được, Đại Hiệp đi không bằng để muội đi. Quan Sơn Nguyệt ngạc nhiên, để muội đi có gì là hay đâu? Ngọc Phương cười cười, giả như dụng ý của người đó chỉ muốn đối phó với Đại Hiệp thì có bao nhiêu chỗ mai phục cũng không nhằm vào muội mà phát động. Muội đi qua rồi có thể đem tình hình về báo cho Đại Hiệp biết, không phải hay hơn sao? Thương Nhân lập tức nói, biện pháp đó không tệ đâu. Tình hình trước mắt là nhất định tôn sư không còn ở đây, để Ngọc Phương cô nương đi trước dò đường là thỏa đáng nhất. Quan Sơn Nguyệt nghĩ ngợi, cũng được. Phía trước có một ngôi nhà cỏ, đằng sau là vực thẳm không có lối đi. Muội vào ngôi nhà cỏ xem tình hình ra sao đi. Ngọc Phương dạ một tiếng, liền phi thân tới trước. Lát sau thấy nàng kéo hai tử thi trở lại, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Quan Sơn Nguyệt vừa thấy hai cổ tử thi đó, lập tức biến sắc định phóng tới. Ngọc Phương chắn đường la lớn lên, không nên đụng vào. Quan Sơn Nguyệt ngây người ra, sao vậy? Ngọc Phương ra vẻ nghiêm trọng, hai thi thể này là ai vậy? Quan Sơn Nguyệt tan nát cõi lòng, nước mắt rơi lã chả, nghiến răng đáp, một người là mẫu thân của ta, người kia là Lý Trại Hồng. Bà ta là hảo hữu của mẫu thân ta lúc sinh tiền, vì chuyện của mẫu thân mà đến đây. Quan Sơn Nguyệt Tùng đem chuyện của mình kể cho Ngọc Phương biết, nên thị đối với hai cái thi thể này cũng rất quen thuộc. Thị lập tức gật đầu, thủ đoạn thật là độc địa. Quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi, muội nói gì vậy? Ngọc Phương phẫn nộ, muội nói người bố trí hầm bẫy có thể coi là người âm hiểm nhất trong thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Quan Sơn Nguyệt hỏi, tàn nhẫn thế nào? Ngọc Phương đặt thi thể xuống rồi đáp, muội tiến vào căn nhà cỏ không thấy gì khác, chỉ có hai cổ tử thi này bị treo trên xà nhà. Muội tháo hai tử thi xuống rồi mới phát hiện mình đã trúng độc. Quan Sơn Nguyệt thất kinh, độc gì? Ngọc Phương đáp, là một thứ vô hình độc phấn kịch liệt nhất, rắc từ đây tới y phục của thi thể, ai dính vào sẽ biến thành một vũng máu.
Quang Sơn Nguyệt bây giờ mới hiểu tại sao thị không cho mình đụng vào thi thể. Ở trong lòng chàng hoảng kinh, không biết ai đã bố trí cạm bẫy này. Chàng lên tiếng hỏi, còn cô nương thì sao? Ngọc Phương cười khổ, muội không sao, ít ra thì trong thời gian ngắn cũng chưa phát tác. Đợi khi về tới Vạn Ma Sơn Trang, trang chủ sẽ có biện pháp giải độc cho muội. Quang Sơn Nguyệt kinh ngạc, muội nói độc tính nghiêm trọng như vậy, sao lại không khẩn trương lo liệu? Ngọc Phương đáp, đó là vô hình âm độc, truyền để đối phó nam nhân, nữ nhân dính vào phải cả năm cũng chưa phát tác. Quang Sơn Nguyệt mặt mày nghi hoặc ngẩn ngơ nói, sao muội biết rõ như vậy? Ngọc Phương đáp, lúc ở Vong Hồn đệ nhất giới của Vạn Ma Sơn Trang, đại hiệp đã thấy những quạt thi cục tai cục chân tàn khuyết có phải không? Chúng đều là tác phẩm của thứ vô hình âm độc đó. Âm độc dùng cho nam nhân, dương độc dùng cho nữ nhân. Nếu âm dương độc mà dùng trên mình một người sẽ tạo thành những quạt thi nửa sống nửa chết. Hoàng Sơn Nguyệt nghĩ đến thảm cảnh trong Vong Hồn hắc ngục thì không khỏi rùng mình. Chàng thừ người ra một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Vậy chất độc mũi trúng có phải là âm độc và có giải được hay không? Ngọc Phương gật đầu. May mà người hạ độc còn chưa nghiên cứu độc dược tới nơi tới chốn. Mũi vừa tháo thi thể của hai vị phu nhân xuống, bất chợt phát lạnh ở trong người, nên phát giác ra, liền dùng lực ép chất độc vào hai tay. Về đến trang, mũi sẽ nhờ trang chủ chặt bỏ hai tay rồi dùng giải dược cũng còn kịp. Quang Sơn Nguyệt thần sắc thảm não. Vậy là hai tay của mũi phải bỏ rồi ư? Ngọc Phương cười khổ. Phải, nhưng còn đỡ hơn biến thành quạt thi. Chỉ tiếc là muội không thể nấu nướng cho đại hiệp ăn nữa. Tuyệt kỹ nấu nướng coi như sẽ bị thất truyền đó. Ả còn gượng cười được, còn Quang Sơn Nguyệt không nén nổi rơi lệ. Ngọc Phương nhẹ thở dài nói, Hoàng đại hiệp đừng thương cảm vì muội như vậy. Thật sự là muội cảm thấy an ủi vì đã được hy sinh kiếp này cho đại hiệp. Nếu để đại hiệp dính vào thứ độc này, muội mới thấy trăm ngàn lần đáng chết. Quang Sơn Nguyệt nghe càng thấy bức rứt, càng thấy mình mang nợ. Nếu thị không đi giùm chàng, khi chàng nhìn thấy thi thể của mẫu thân và Lý Trại Hồng bị treo trên xà nhà, nhất định chàng sẽ bất chấp tất cả mà tháo xuống. Chàng dĩ nhiên phải trúng độc kế của người ta. Mọi bố trí của y đều sắp xếp nhằm vào chàng. May là quỷ khiến thần xui, Ngọc Phương đi thay. Nhưng người đó là ai? Chàng còn đang nghĩ ngợi, Ngọc Phương lại lên tiếng hỏi, Quan đại hiệp, trong số cựu gia của đại hiệp, có ai giỏi nghề dùng độc không? Quan Sơn Nguyệt thở dài, ta không biết chắc. Trong số cựu nhân của ta, những người như Tạ Linh Dận, vợ chồng Kỳ Hảo, Khổng Linh Linh đều có hiểu biết về độc dược. Thương nhân lúc này xen lời, tại hạ nghĩ không thể là những người đó đâu. Nếu bọn chúng biết sử dụng thứ độc lợi hại như thế này, nhất định đã sớm dùng rồi, không đợi đến ngày hôm nay. Quang Sơn Nguyệt cũng gật đầu, không sai. Nếu vậy thì ta không sống nổi với ngày hôm nay đâu. Ta thật không nghĩ ra là ai. Ngọc Phương nghiến răng nói, bất kể là ai, khi tìm ra y, muội nhất định sẽ bắt y nếm thử mùi vị trong Vạn Ma Sơn Trang. Còn có nhiều thứ độc vật lợi hại hơn nhiều. Quang Sơn Nguyệt không đồng ý với tư tưởng dùng độc trả độc của thị. Nhưng thấy thị đang phẫn nộ kịch liệt, chàng vô phương khuyên giải. Chàng ngẫm nghĩ lại rồi hỏi, Ngọc Phương, muội không phát hiện ra gì khác sao? Ngọc Phương đáp, không. Trong đó một bóng người cũng không có. Quang Sơn Nguyệt lại băn khoăn nghĩ tới ma nữ, lão lão Ôn Kiều, sư phụ Độc Cô Minh cùng Lâm Hương Đình, lại còn Linh Cô, họ hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết rồi? Lý Trại Hồng mang thi thể của mẫu thân đến đây tìm Ôn Kiều là để kết liễu đoạn quá khứ về Lưu Vật Phu. Nhưng Lý Trại Hồng chết như thế này, Ôn Kiều lại không biết đi đâu. Sao không thấy họ đâu? Vấn đề này vô phương giải đáp, không biết tìm ai mà hỏi. Đột nhiên trong lòng của chàng thoáng qua một tia sáng. Muốn giải quyết những vấn đề này chỉ còn có một manh mối, đó là nguyên nhân cái chết của Lý Trại Hồng. Biết Lý Trại Hồng tại sao chết, có thể suy ra bà ta đã gặp ai, bị ai giết, bằng cách gì và vào lúc nào. Chàng lập tức bảo Ngọc Phương,
phiền muội kiểm tra di thể của Lý tiên tử xem nguyên nhân cái chết của bà ta. Đoán thử thời gian bà ta chết, muội xem cho kỹ có manh mối gì không. Nói xong chàng cùng thương nhân quay đi để tiện cho Ngọc Phương cởi bỏ y phục của bà ta, kiểm tra thân thể một lượt. Nào ngờ chỉ trong khoảnh khắc, sau lưng đã nghe Ngọc Phương kêu lên: "Bà ta chưa chết." Quan Sơn Nguyệt thất kinh, quên cả chuyện cố kỵ, liền quay mình lại rồi hỏi: "Cái gì? Bà ta chưa chết ư?" Ngọc Phương phanh ngực áo của Lý Trại Hồng áp tay trên ngực của bà ta. Thân thể bà ta bất động nhưng tim vẫn còn đập nhẹ, rõ ràng chưa chết hẳn. "Ôi thật là lạ." Quan Sơn Nguyệt nói ngay: "Vậy bọn ta mau đem bà ta lên Ngũ Đài Sơn. Phụ thân của Trương Thanh Thanh là Trương Dân Trúc, là thần y giỏi nhất, không chừng cứu được bà ta đó." Ba người liền mang Lý Trại Hồng vội vàng tiến về hướng Ngũ Đài Sơn. Quan Sơn Nguyệt sợ Lý Trại Hồng không chi trì được lâu, giận mình không thể một bước tới nơi. Tiếc là sự tình không như ý nguyện, trên mình Lý Trại Hồng dính đầy âm độc, chỉ có một mình Ngọc Phương có thể chạm tới bà ta. Mà Ngọc Phương sau khi nhiễm âm độc hành động không như trước được nữa. Mấy ngày đầu thì còn gắng gượng, sau đó đi càng lúc càng chậm. Quan Sơn Nguyệt cùng thương nhân buộc phải nhẫn nại, đợi thị lại không thể mở miệng thúc giục. Họ cũng thấy hành động của Ngọc Phương thập phần miễn cưỡng, đi liên tục mấy ngày mặt mày gầy ốm tiều tụy quá sức. Mới nửa đường mà đã mất 7 ngày trời rồi. Sang ngày thứ 8, Quan Sơn Nguyệt thấy bước chân của Ngọc Phương lảo đảo, hai mắt đỏ ngầu, thân mình lắc lư mà thị vẫn cố gắng bước. Quan Sơn Nguyệt không nhịn được nữa mở miệng khuyên: "Ngọc Phương, muội quay về Vạn Ma Sơn Trang đi." Ngọc Phương chỉ Lý Trại Hồng: "Vậy không cứu bà ta sao?" Quan Sơn Nguyệt đáp: "Dĩ nhiên là phải cứu, bọn ta có thể đưa bà ta đi mà." Ngọc Phương cười khổ: "Nếu hai vị có thể đưa đi thì muội đã không cần phải chịu gian khổ làm gì. Tâm mạch của bà ta đã yếu đến cùng cực, chấn động nhẹ cũng có thể mất mạng đó." Quan Sơn Nguyệt không còn biện pháp gì hơn. Tình hình của Lý Trại Hồng rõ ràng không chịu nổi cơn sốc, xe ngựa cũng không đi được, không có người cõng bà ta là không xong. Nhưng ngoại trừ Ngọc Phương ra, còn ai có thể tiếp xúc với bà ta chứ? Quan Sơn Nguyệt bối rối vô cùng, nghĩ mãi không ra biện pháp gì tốt hơn, dò dự một hồi rồi mới lên tiếng hỏi: "Bọn ta mới đi được nửa đường thôi, muội còn chịu đựng được không?" Ngọc Phương thở dài nhẹ nhẹ nói: "Âm độc đó thật lợi hại, nội thể của muội cháy bỏng như một đống lửa, tiêu hết cả thể lực, nhưng muội nhất định sẽ cố gắng đến cùng." Quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi: "Vạn nhất muội không ráng nổi thì sao?" Ngọc Phương buồn bã: "Không còn biện pháp gì khác, chỉ biết ráng sức mà thôi." Thường nhân lúc này nói: "Đến Ngũ Đài Sơn rồi, cứu sống được bà ta hãy còn chưa chắc đâu. Vì một chuyện không chắc mà bắt Ngọc Phương cô nương liều mạng, hình như có vẻ quá miễn cưỡng và không đáng." Ngọc Phương lắc đầu: "Không những có thể cứu bà ta, còn có thể cứu chính muội, nên muội mới bất chấp mọi thứ mà đưa bà ta đi." Quan Sơn Nguyệt ngạc nhiên: "Sao lại là cứu chính muội? Không phải Quyển Hoa có thể giải độc cho muội sao?" Ngọc Phương lắc đầu: "Trang chủ không thể giải độc cho muội, chỉ có thể bảo toàn tính mạng, phải cắt bỏ hai tay, quỷ mất võ công, muội sống cũng như chết." Quan Sơn Nguyệt thẫn thờ nói: "Đến được Ngũ Đài Sơn vẫn chưa nhất định có thể cứu muội mà." Ngọc Phương nói: "Ai cũng nói Trương Dân Trúc là thần y đương đại, có lẽ ông ấy có phương pháp, vạn nhất không được, muội sẽ trở về nhờ trang chủ cũng kịp." Quan Sơn Nguyệt không biết nói gì, chỉ biết nhìn thị nghiến răng chịu khổ. Lát sau cả bọn đã đến vùng Tấn Nam, vào một tiểu trấn có tên là Khúc Đình dưới Thạc Nhạc Sơn. Ngọc Phương đi đường quá mệt nhọc, tìm vào một căn tiểu điếm đều tức ngưng thần. Quan Sơn Nguyệt mặt mày buồn bã rầu rĩ, đói ẩm cùng với thương nhân. Trời mới vào đông, cảnh vật tiêu sơ, ngoại cảnh càng làm cho tâm hồn thảm não, trán của chàng càng hằng nhiều nếp nhăn lo lắng. Thương nhân uống được mấy chén chợt dỗ bạc: "Bọn ta thật quá ngu đi, sao không nghĩ ra chứ?" Quan Sơn Nguyệt hỏi ngay: "Thương huynh nghĩ ra chuyện gì vậy?" Thương nhân cao hứng đáp: "Bọn ta không cần phải đi khổ vậy, có thể mời Trương lão tiên sinh đến đây mà."
Quan Sơn Nguyệt cũng giật mình. Đúng vậy, một lần đi một lần về có lẽ phiền hà một chút, nhưng so với bọn ta đi kiểu này còn nhanh hơn nhiều. Thường Quỳnh ở lại đây lo lắng giùm, để ta lên ngựa đi liền. Thường Nhân lên tiếng nói ngài. Ở đây tại hạ không lo nổi đâu, để tại hạ đi hay hơn. Quan Sơn Nguyệt lúc này hỏi. Sao vậy? Thường Quỳnh đi chắc gì mời được Trương Tiến Sinh. Thường Nhân nói. Không thành vấn đề, lệnh chủ có thể viết thư nói rõ tình hình. Trương lão tiên sinh nếu chịu giúp nhất định sẽ đến liền. Quan Sơn Nguyệt hỏi. Để tự ta đi không hay hơn sao? Thương Nhân cười. Lệnh chủ đi đương nhiên là hay, nhưng lệnh chủ đã quên chuyện bị ám toán dưới Nhược Thủy rồi sao? Người đó nhất định đang theo sau bọn ta đó. Quan Sơn Nguyệt bàng hoàng. Sao huynh biết? Thương Nhân mỉm cười. Chuyện rõ như ban ngày, người đó phải lén lút ám toán tập kích, tức là lo sợ gió công của lệnh chủ, nhưng y còn chưa đắc thủ, tự nhiên không chịu bỏ qua đâu. Quan Sơn Nguyệt gật đầu. Cho dù y có theo dõi thì đã làm sao? Thân nhân lúc này đáp. Người đó đã xuất hiện tại Du Sơn, tất nhiên có liên quan đến vụ hạ độc trên thi thể. Nếu lệnh chủ bỏ đi, y hạ thủ với bọn tại hạ, e rằng công phu hèn kém của tại hạ không ngăn chặn được y. Quan Sơn Nguyệt nghĩ ngợi. Ta mà lưu lại thì y sẽ không hạ thủ sao? Thương nhân đáp. Bọn ta bình an đi 7-8 ngày đường là nhờ lệnh chủ còn có mặt. Vì vậy lệnh chủ ngàn vạn lần không thể bỏ đi. Còn chuyện mời người thì ai đi cũng được mà. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm. Giả như người đó biết hành động của huynh, hoài sàng hạ thủ với huynh thì sao? Thương nhân cười. Tại hạ nghĩ không đến mức đó đâu. Y theo sau bọn ta, chỉ ở đằng sau mà theo dõi, nhất định không dám đến gần, nghe lén mình nói chuyện. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói. Không biết được. Thương nhân thôi. Điểm đó tại hạ nắm chắc. Từ khi rời khỏi Du Sơn, không lúc nào tại hạ không tập trung chú ý, hoàn toàn không phát giác nhân vật khả nghi nào. Quan Sơn Nguyệt cười khổ. Chân nhân bất lộ tướng. Thương nhân lắc đầu. Không, tại hạ song pha giang hồ bao lâu nay, tự tin con mắt của mình không lầm được. Người đó luyện võ công, bất kể che giấu hành tung kỹ đến cỡ nào, tại hạ vẫn có thể nhìn ra. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm do dự. Thương nhân lên tiếng tiếp. Còn một lý do nữa, mục đích hạ độc của y chỉ là hãm hại lệnh chủ. Chỉ cần lệnh chủ ở lại không đi, y tuyệt không thể chú ý đến tại hạ. Lý do này đã thuyết phục được Quan Sơn Nguyệt, chàng bèn lên tiếng nói. Được, vậy nhờ Thương Huynh lập tức khởi trình. Thư khỏi viết, Thương Huynh đến Ngũ Đài Sơn, đi tìm Trương Thanh Thanh trước, nhờ nàng mời Trương Dân Trúc. Thương nhân hoài nghi. Nói miệng không có bằng cớ, người ta có tin tại hạ không? Quan Sơn Nguyệt rút Minh Đà lĩnh ở trong bọc ra rồi nói. Thương huynh giữ cái này làm tín vật, họ nhất định sẽ tịch. Thương nhân tiếp nhận lệnh bài, trịnh trọng bỏ vào trong áo rồi đứng dậy cáo từ. Thế thì tại hạ đi ngay, còn lệnh chủ ở lại đây phải không? Quan Sơn Nguyệt thở dài. Nếu Ngọc Phương còn chịu đựng được thì bọn ta vẫn đi về phía trước để tranh thủ thời gian. Nhưng nhất định ta sẽ tìm cách báo cho huynh biết chỗ. Thương nhân gật đầu cáo từ. Quan Sơn Nguyệt nghĩ ngợi chốc lát rồi cũng vào bên trong. Ngọc Phương đang ngồi bên giường, tựa vách nghỉ ngơi, thấy chàng đi vào liền lên tiếng hỏi. Chúng ta đi ngay ư? Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Không, hôm nay không đi nữa. Muội cứ nghỉ ngơi đi, sớm mai chúng ta mới lên đường. Trong vòng 2 ngày đi đến Dĩ Hầu Lĩnh là được rồi. Ngọc Phương ngẩn người ra. Dĩ Hầu Lĩnh cách Ngũ Đài Sơn còn xa mà. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Ta đã sắp xếp rồi, chỉ cần đến đó là được. Ngọc Phương nói. Thế thì đi sớm, càng đến sớm hơn chứ sao? Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Đến sớm hơn cũng vô dụng. Muội đừng lo lắng nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong chàng nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng của Ngọc Phương. Ngọc Phương cũng không dám quấy rầy Quan Sơn Nguyệt nữa. Thế là hai người yên tĩnh một đêm để sáng hôm sau dậy sớm lên đường. Được nghỉ ngơi đầy đủ,
Tinh thần của Ngọc Phương phấn chấn hơn nhiều. Hôm sau họ đi được gần 100 dặm đường núi, đến đêm lại nghỉ sớm. Hôm sau nữa thì chỉ mất có nửa ngày đã đến Dĩ Hầu Lĩnh. Đến đó Quang Sơn Nguyệt dừng lại không đi tiếp nữa, cũng không tìm lữ điếm để trọ. Ngay cạnh đường lên núi, trên đỉnh của Dĩ Hầu Lĩnh, Quang Sơn Nguyệt tìm thấy một tảng đá lớn có thể tránh gió. Liền bảo với Ngọc Phương đặt Lý Trại Hồng xuống để nghỉ ngơi, còn bản thân chàng ngồi xếp bằng định thần trước mặt của hai người. Ngọc Phương kinh ngạc nhịn không nổi lên tiếng hỏi: "Quan đại hiệp, sao chúng ta dừng lại ở đây?" Quan Sơn Nguyệt mỉm cười: "Nghĩ ở đây thì ai từ phía trước trở về chắc chắn sẽ gặp được chúng ta. Còn nếu ở phía sau có động tĩnh gì thì ta có thể lo lắng được cho các vị." Ngọc Phương lên tiếng hỏi: "Phía sau ư? Phía sau làm gì có ai?" Quan Sơn Nguyệt mỉm cười nói: "Ta cũng hy vọng là không có, để chúng ta có thể yên tĩnh hết đêm này." Ngọc Phương ngẩn người ra: "Chúng ta nghỉ đêm ở đây sao?" Quan Sơn Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, không phải muội đã quên là ở trong rừng hoang vắng rồi sao?" Ngọc Phương cười: "Đó là lúc bắt buộc, còn bây giờ đâu cần phải vậy." Quan Sơn Nguyệt nghiêm chỉnh nói: "Ngọc Phương, bây giờ có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của muội đó. Muội cứ nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng cũng phải chú ý, lỡ xảy ra việc gì muội cũng đừng lo, cứ cố hết sức bảo vệ lấy mình. Nếu có thể thì muội lo lắng cho Lý Trại Hồng, nhưng nhất định đừng để mình bị thương." Ngọc Phương nghe chàng nói nghiêm túc như vậy, bèn không dám hỏi thêm gì nữa. Đây là thói quen tốt mà thị đã luyện được ở Vạn Ma Sơn Trang. Yêu cầu quan trọng nhất mà Điền Uyển Hoa bắt buộc thuộc hạ của mình là khi có mệnh lệnh phải biết phục tùng. Nhờ kỷ luật sắt thép như vậy mà mọi bí mật mới được giữ gìn. Quan Sơn Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí cực kỳ tĩnh lặng. Trong vòng 50 trượng, bất kể tiếng động lớn nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của chàng. Sau nửa canh giờ yên tĩnh, màn đêm đã buông xuống rồi. Màn đêm bao trùm hết cả vạn vật quanh núi đồi, khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa ra. Nhưng Quan Sơn Nguyệt là một con người không còn sợ nóng lạnh nữa. Chàng chỉ lo là Ngọc Phương và Lý Trại Hồng có thể chịu đựng không nổi. Nhưng thấy họ ngồi tựa vào nhau mà ngủ rất yên bình, nên cũng khá yên tâm được phần nào. Tiếng lá khô xào xạc, tiếng quạ kêu xa, chung quanh đầy vắng lặng. Quan Sơn Nguyệt đã cảm thấy hơi mệt mỏi, thì trên đường núi bỗng truyền đến tiếng gió ngựa. Tiếng gió ngựa đến từ phía sau. Quan Sơn Nguyệt định thần chăm chú nhìn lại. Ngọc Phương cũng đã thức dậy ngẩng đầu lên nhìn. Khoảng khắc sau xuất hiện một bóng người, càng đến gần càng nhìn rõ hơn. Đó là một hán tử trung niên tướng mạo tầm thường, cưỡi một con ngựa ốm yếu. Sau yên là một bao hành lý và một chiếc rương gỗ nhỏ. Quần áo của y cũ kỹ, nhếch nhác. Trời tháng 10 đã lạnh, mà chỉ khoác một chiếc áo màu xanh mỏng manh. Hình như y cũng sợ lạnh, cứ ngồi co rúm trên lưng ngựa, dẫn đi tiếp qua mặt của Quan Sơn Nguyệt không dừng lại. Quan Sơn Nguyệt nghĩ y chính là một người khách nhân bình thường mà thôi. Nhưng qua khỏi 10 mấy trượng, y bỗng cho ngựa quay đầu, tiến lại kế bên họ. Y chần chừ trong chốc lát rồi mới lắc đầu nói: "Ta tưởng mình bị qua mắt, nào ngờ có người ở đây thật." Quan Sơn Nguyệt thấy y đi rồi mà quay lại, bèn cảnh giác hơn. Chàng lãnh đạm rồi hỏi: "Bọn ta vẫn ở đây, chẳng lẽ các hạ không nhìn thấy?" Y mỉm cười rồi nói: "Nhìn thấy rồi, nhưng mắt của ta nhìn không được rõ ràng lắm. Cảm thấy có người lại không dám tin, nên mới đi khỏi đây." Quan Sơn Nguyệt hỏi: "Thế thì tại sao các hạ lại quay về đây?" Y giấu hai bàn tay vào trong áo rồi lắc đầu: "Đừng có nói vậy. Chúng ta đều là người đi đường, gặp hoạn nạn nên tương trợ lẫn nhau. Huống hồ đứng trên lập trường y đức thì ta cũng không thể thấy chết mà không cứu." Thần sắc của Quan Sơn Nguyệt hơi thay đổi: "Tại sao các hạ biết bọn ta sắp chết chứ?" Y đưa tay chỉ vào Lý Trại Hồng nói: "Ta đang nói đến bệnh nhân này nè." Quan Sơn Nguyệt vẫn lạnh nhạt: "Tại sao các hạ biết bà ấy đang bệnh?" Y mỉm cười:
Chuyện rất rõ ràng thôi. Các vị phục sức sang trọng, không phải loại người không ở nổi khách sạn. Phải ngủ lề đường quan sơ trong đêm khuya như thế này, nhất định là có người bị bệnh. Quan Sơn Nguyệt lại hỏi, chúng ta ở đây có ba người, sao các hạ chỉ đích danh bà ấy đang bệnh? Y trả lời, còn rõ ràng hơn nữa, khi ta đến đây hai vị đều tỉnh lại, chỉ có vị phu nhân này là không cử động gì cả, đương nhiên là bà ấy đang bệnh rồi. Ngọc Phương nhịn không nổi lên tiếng, có thể bà ấy đang ngủ thì sao? Y lắc đầu, tiểu thư đừng có đùa nữa, tại hạ vốn hành nghề y, có cảm giác rất nhạy bén với bệnh nhân. Chỉ cần thoáng nhìn một cái là biết ai mắc bệnh hay không rồi. Quan Sơn Nguyệt à một tiếng, à thì ra các hạ là một vị đại phu. Y chắp tay rồi nói, không dám không dám, ta họ Dương, tên Diệu Dân, ở huyện Linh Thạch ở phía trước tương đối có danh tiếng. Ngọc Phương bất giác phì cười lên tiếng, thì ra là Dương Yếu Mạng tiên sinh. Y kinh hãi nói, tại sao tiểu thư biết được biệt hiệu của tại hạ? Chẳng lẽ đã từng đến tại xá rồi hay sao? Ngọc Phương hừ một tiếng rồi đáp, chỉ cần nghe thấy đại danh của tiên sinh, lỡ ta mắc bệnh cũng không dám tìm tới tiên sinh để chữa trị. Y ngẩn người ra một tí rồi mới hiểu. Ha, thì ra tiểu thư nói giỡn. Đúng là cái tên của tại hạ không được hay, thường bị người khác đọc chợt, Diệu Dân thành Yếu Mạng. Yếu Mạng nghĩa là đòi mạng, đồng âm với Diệu Dân. Nhưng nếu hai vị đến đó tìm hiểu sơ qua, sẽ hiểu rõ y đạo của tại hạ như thế nào. Không dám so sánh với Hoa Đà hay Biển Thước, nhưng ít ra tại hạ cũng từng cứu được sinh mạng của rất nhiều người. Ngọc Phương mỉm cười, y lý của tiên sinh tình thông thì bệnh nhân rất nhiều mới phải. Dương Diệu Dân ôn tồn nói, hành y là một nghề lương thiện, chuyện cứu nhân độ thế thì đâu cần quan tâm đến chuyện nhiều ít bệnh nhân. Ngọc Phương lại nói, tiểu nữ muốn nói tiên sinh đã giỏi nghề y thì chắc chắn không ít người tìm đến để chữa trị. Dương Diệu Dân mới hơi mỉm cười rồi nói, tại hạ vừa đến trấn Nam Hoa chẩn bệnh, đang trên đường đi về. Ngọc Phương lại mỉm cười, đường xa như thế người ta cũng đến thỉnh tiên sinh, vậy đủ thấy y thuật của tiên sinh rất cao minh. Dương Diệu Dân cười, hai chữ Diệu Dân mà hiểu là đòi mạng. Có một cách giải thích khác, bất kể là chứng bệnh nan y nào, chỉ cần ta cho thuốc là khỏi ngay. Dù cho người đã chết rồi, chỉ cần không quá ba canh giờ thì ta vẫn có thể đòi lại mạng của y từ tử môn quan trở về. Ngọc Phương cười hỏi, tiên sinh đã có khả năng diệu thủ hồi xuân, sao cuộc sống có vẻ khó khăn vậy hả? Dương Diệu Dân than thở, vấn đề tuy ta tinh thông y thuật nhưng vẫn không chữa trị nổi một loại bệnh nan y, mà người trên thế gian lại phần nhiều mắc chứng bệnh này. Ngọc Phương hiếu kỳ hỏi, bệnh gì vậy? Dương Diệu Dân phấn khích nói, bệnh ngu xuẩn đó. Họ không hiểu được ý nghĩa của hai chữ yếu mạng của ta. Chỉ nghe là sợ, người giàu có mắc bệnh thì không dám tìm ta. Ai nghèo đến nỗi không thể đi khám đại phu nào khác thì mới tìm đến ta. Hơn nữa nhiều lúc ta đã trị bệnh không công, còn bố thí cả thuốc nữa. Nên nhà có mấy mẫu ruộng nghèo nàn cũng mất sạch vào trong đó. Chẳng trách gì cuộc sống của mình không được đầy đủ. Ngọc Phương cười khẽ, thế thì sao tiên sinh không sửa lại cái tên của mình? Dương Diệu Dân phẫn nộ, ta hành y cũng là hành đạo, không phải là mua bán thì hà tất phải thay đổi cho hợp với khẩu vị của người này người nọ. Tùy quân tử nghèo nàn nhưng vẫn không thể đổi đạo của mình, tại sao phải thay đổi tên của mình chứ? Ngọc Phương nhịn không nổi cười nói, tiên sinh đã quá tao nhã thanh khiết, thật là đáng kính. Dương Diệu Dân mỉm cười, không có chi, còn vị phu nhân này không biết bị bệnh gì, có thể cho ta bắt mạch một tí được không? Y vừa nói xong đã cúi người xuống. Ngọc Phương muốn cản nhưng bị Quan Sơn Nguyệt chặn lại. Nàng không hiểu trừng mắt nhìn Quan Sơn Nguyệt rồi vội nói, không thể chạm vào người đàn bà ấy. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười, y đạo của Dương tiên sinh cao minh, không sợ truyền nhiễm đâu. Dương Diệu Dân cười, các hạ nói đúng lắm, ta đã là đại phu thì làm gì mà sợ truyền nhiễm chứ. Y vừa nói
vừa lấy trong tay áo ra một sợi chỉ nhung đưa cho Ngọc Phương rồi bảo: "Nhờ tiểu thư ấn đầu dây này trên mạch của phu nhân." Ngọc Phương ngẩn ra nói: "Để làm gì?" Dương Diệu Dân cười nói: "Để bắt mạch. Nam nữ thọ thọ bất thân mà, tuy là đại phu cũng phải tránh tị hiềm, dùng chỉ để bắt mạch vẫn có thể biết được bệnh gì đó." Quan Sơn Nguyệt nói: "Dương tiên sinh, chúng ta đều là những người qua lại trên giang hồ, không cần chú ý đến tiểu tiết. Cô của ta mắc bệnh rất nặng, nếu không tự tay bắt mạch thì làm sao biết được bệnh tình thật sự." Dương Diệu Dân nói nghiêm chỉnh: "Các hạ nói có lý, nhưng lễ nghi là quân thị của thánh nhân, không thể không tuân thủ. Các hạ yên tâm đi, ta chỉ cần sợi chỉ này, bất kể là bệnh gì và như thế nào cũng biết được. Những phi tần cung nữ ở trong cung đình có bệnh, thái y vẫn dùng phương pháp này để chuẩn bệnh kia mà." Ngọc Phương cầm lấy đầu dây đang muốn ấn lên cổ tay của Lý Trại Hồng, Quan Sơn Nguyệt bỗng khẽ đá Ngọc Phương một cái rồi nói: "Muội có biết mạch ở đâu không?" Ngọc Phương nghe vậy hơi kinh ngạc, nghĩ lại mới hiểu ý của Quan Sơn Nguyệt, bèn nói: "Dương tiên sinh, xưa nay tiểu nữ chưa bao giờ bắt mạch, không biết mạch ở đâu, hay là tiên sinh đích thân bắt mạch đi." Dương Diệu Dân đưa tay chỉ nói: "Chính là ở chỗ này." Đầu ngón tay của Dương Diệu Dân còn cách mạch của Lý Trại Hồng hơn một tấc, chỉ rất rõ ràng, chính xác. Ngọc Phương không làm gì được, chỉ còn cách ấn đầu dây trên mạch. Dương Diệu Dân kéo căng sợi dây ra, ấn đầu dây kia vào lưng bàn tay của mình, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay làm hiệu cho Ngọc Phương đổi sang tay khác. Sau khi bắt mạch cả hai tay rồi, Dương Diệu Dân thu lại sợi dây, im lặng không nói gì nữa. Quan Sơn Nguyệt lên tiếng hỏi: "Tiên sinh có cao kiến gì?" Dương Diệu Dân thở dài ra một hơi rồi nói: "Không giấu gì các hạ, cô của các hạ thật sự bệnh rất nghiêm trọng, mạch yếu đến mức hầu như không còn đập nữa, sinh mạng đã rất nguy cấp rồi." Quan Sơn Nguyệt khẽ hỏi: "Còn cứu được không?" Dương Diệu Dân lắc đầu: "Không cứu được nữa." Ngọc Phương cười lạnh: "Không phải tiên sinh nói người đã chết đi ba canh giờ vẫn có thể cứu sống hay sao?" Dương Diệu Dân nghiêm chỉnh đáp: "Không sai." Ngọc Phương chỉ Lý Trại Hồng rồi hỏi: "Bà ấy chưa chết, tại sao không còn cứu được nữa?" Dương Diệu Dân cười khải: "Chuyện này các vị hiểu rất rõ, hà tất phải hỏi tại hạ." Nói xong y quay người muốn đi, nhưng Quan Sơn Nguyệt đã chặn lại rồi hỏi: "Sao tiên sinh không nói cho rõ ràng?" Dương Diệu Dân lúc này lên tiếng đáp: "Chính bản thân của các hạ cũng biết, bà ấy không phải mắc bệnh mà là trúng độc. Loại độc này dính vào người là chết ngay. Mà giả tỷ ta biết cách cứu chữa, ta cũng không làm gì được đâu." Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy là sao?" Dương Diệu Dân cười ha hả: "Các hạ biết rõ chất độc của bà ấy có thể hại đến người khác, lại kiên trì bắt ta tự tay chuẩn mạch. Với cái tầm như thế ta thật sự không dám giúp." Quan Sơn Nguyệt bị y nói trúng tim đen không sao trả lời được. Ngọc Phương lên tiếng: "Y thuật của tiên sinh cao minh thật, chỉ nhìn thoáng là đã biết rõ hết. Nhưng gia huynh cũng không cố tâm làm hại tiên sinh, chỉ vì tiên sinh tự khoe mình quá ghê gớm, nên gia huynh mới cố ý thử thách vậy thôi." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Sa Mạc Nhất Hùng phần thứ 61, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 62. Trong chương trình kế tiếp, Chương Vũ xin tạm biệt.